thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sạ Lợm Say Komasit. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 5. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 19 tháng 12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua, khẳng định Đảng và Nhà nước Lào luôn coi trọng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Tại cuộc gặp Thủ tướng Thonglun Sisulit, Thủ tướng Lào bày tỏ hài lòng về đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Lào, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chính phủ và vai trò cầu nối hiệu quả của hai bộ ngoại giao. Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu, Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 12, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sạ Lẩm Say Komasit, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Lào, phát huy vai trò cầu nối để không ngừng củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vì lợi ích của nhân dân hai nước.